với phương châm nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ, giúp đồng bào cơ tu an cư lạc nghiệp. Trong những năm qua, các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã làm nền cuộc cách mạng lớn về quy hoạch sắp xếp dân cư. Tại 6 huyện miền núi cao, cuộc sống của bà con tại hàng trăm làng định canh định cư đã an toàn và có không gian bảo tồn văn hóa ngàn đời. Làng Át Tu 1 thuộc xã Trơm, huyện Tây Giang, nằm sát biên giới Việt Lào. Hiện công tác san ủi, bố trí mặt bằng để sắp xếp dân cư đang được huyện Tây Giang quyết liệt triển khai. Già làng Pơ Long Ếch của thôn Át Tu 1 hàng ngày đến mặt bằng rồi vận động bà con chuẩn bị phương án chung sức để di rời nhà cửa về làng mới. Rất là cảm ơn là giúp cho bà con Át Tu 1 cũng có mặt bằng mới, xây dựng mới. Sau khi đã có mặt bằng thì hiện nay là trên địa bàn xã sắp tới là cũng từ các nguồn lực vận động người dân, hiện nay là có chủ trương là được thụ hưởng theo nghị quyết 23, cũng mong muốn được là người dân về ở ổn định. Khi đã có ổn định nhà ở thì mới kéo theo là phát triển các công trình khác. Át Tu 1 là ngôi làng định cư thứ 116 mà huyện Tây Giang triển khai trong suốt 20 năm tái lập. Không chỉ ổn định nơi ăn, chốn ở, có đất sản xuất, có không gian bảo tồn văn hóa cơ tu cho hơn 5.000 hộ đồng bào, mà chính việc quy hoạch sắp xếp dân cư một cách bài bản, phù hợp với định hướng phát triển và hợp lòng dân đã giúp cho Tây Giang vừa đẩy mạnh công tác giảm nghèo, vừa trở thành điểm sáng trong việc bố trí sắp xếp dân cư ở miền núi Quảng Nam hiện nay. Bình quân giảm nghèo hàng năm là trên 6%. Đây mà một nỗ lực rất lớn. Và đến nay có thể nói rằng là huyện đã cơ bản hoàn thành 3 xã đã đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Tại Quảng Nam, thực tế cho thấy từ hàng trăm ngôi làng tái định cư hiện nay, người dân luôn sống an toàn, không sạt lở và đoàn kết xây dựng làng nông thôn mới bền vững. Một khi ổn định định cư nơi làng mới, chính quyền các huyện biên giới dễ đầu tư các hạ tầng thiết yếu. Chính việc sắp xếp lại dân cư, khảo sát địa chất kỹ càng cũng đã góp phần nào phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại cho người dân vùng cao.